Hello, thân mến chào các bạn. Hôm nay Peter làm một cái review một cái món đồ mà Peter cũng mong muốn và đợi cũng khá lâu để mua. Hồi sáng nay thì Peter đi nhận một cái hộp màu trắng, nhưng mà rất tiếc thưa các bạn là cái hộp màu trắng đó không phải là Apple iPhone 6. Tại vì các bạn cũng đã biết là Peter đang cũng rất là mong đợi cái iPhone 6 Plus. Nhưng hôm qua Peter mua hộp chưa có mua được. Nhưng mà sáng nay thì cũng nhận cái hộp màu trắng. Thì bây giờ đập hộp chia sẻ với các bạn cái hộp màu trắng đó là cái gì. Thì đây là cái hộp màu trắng ha. Peter sẽ đập hộp cái này. Thì thưa các bạn á, cái này á là một cái cục em, một cái headphone em để mà nghe nhạc. Thì cái headphone em này á, nó rất là độc đáo, một trong những cái mà hay nhất hiện nay ngoài thị trường, và nó mới có ở Sài Gòn ngày hôm qua và sáng nay Peter cũng đã đi nhận. Cái hộp cái headphone em này nó có nhiều cái chức năng rất là hay, và Peter sẽ lần lượt giới thiệu cho các bạn. Nếu mà các bạn nào mà thích nghe nhạc, mà nhất là bạn nào mà nghe nhạc qua headphone và những cái nhạc lossless và nhạc chất lượng cao á, thì cái này sẽ đáp ứng cho các bạn. Và Peter thì hôm nay đập hộp cái này và Peter sẽ trải nghiệm nó và nghe nhạc. Xong rồi Peter sẽ làm một cái video 2 để chia sẻ với các bạn về cái âm thanh của nó và nó hay nó dở như thế nào. Ok, thì đây là cái hộp Peter mới nhận, mới mua và mới đem về. Thì cảm ơn Khánh ở bên Baka Shop đã ưu tiên để dành một hộp một cái này cho Peter, và sáng nay Peter cũng đã nhận. Nếu các bạn nào coi cái video này xong mà muốn mua cái này, hoặc là muốn trải nghiệm, muốn nghe thử, thì các bạn có thể đi ra cái tiệm mà đây là địa chỉ bakashop.vn, địa chỉ là 14 Nguyễn Văn Giai, phường Đa Cao, quận 1, và ra đó hỏi anh Khánh. Thì anh Khánh anh rất là dễ thương và nhiệt tình, sẽ giúp cho các bạn lựa chọn một những cái tai nghe cho nó đúng ý, và bên đó cũng có rất là nhiều món hàng để cho các bạn trải nghiệm. Ok ha. Thì cái này là cái mẫu nó gọi là iFi Micro. Nó là một cái headphone DAC, cắm cái headphone vô nghe và nó là giải mã luôn. Và độc đáo lắm, tại vì cái giải mã này nó cái này là một cái headphone mà nó có thể giải mã những cái DSD luôn. Ok, Peter sẽ mở cái hộp này ra để coi cái trong nó có cái gì. Như các bạn mà cũng đã biết á, thì Peter cũng rất là thích chơi headphone, và Peter có một cái collection headphone cũng 4-5 cái. Và cái bộ nhạc collection của Peter bây giờ thì cũng rất là nhiều. Peter có trên 1.500 cái album, và trong đó Peter có 200 cái album DSD. Thì lý do tại sao Peter muốn mua cái này là tại vì Peter có những cái máy mà nghe nhạc cao cấp để mà nghe, và những cái headphone thì phải có cái này thì nó mới kéo được những cái headphone. Thì đây, khi mà cầm nó ra thì đây là cái món hàng của nó, món đồ của nó. Thì cho các bạn thấy cái kích thước của nó nằm cũng khoảng trong bàn tay. Thông thường thì những cái headphone em khác nó chỉ có nhỏ có bao nhiêu đây thôi, nhưng mà cái thằng này thì nó dài ra. Peter thì con không hiểu tại sao mà nó thiết kế dài ra như vậy. Chắc là nó không còn chỗ để mà nó làm nhỏ, tại vì ở trong này cái cục power của nó rất là mạnh, và nó nằm thật sự cái cục này cầm cũng không có nặng lắm, nhưng mà rất là chắc chắn. Cái thiết kế của con này rất là đẹp. Nó làm bằng aluminum, silver aluminum, giống y hệt như là những cái chất liệu mà hãng Apple nó hay làm đó. Ví dụ như các bạn nào mà chơi MacBook Pro á, thì các bạn cũng đã biết là chất liệu mà MacBook Pro nó bằng aluminum, solid aluminum, thì thằng này nó cũng vậy. Ok ha. Để Peter coi coi trong hộp này nó có những cái gì. Trong cái hộp này, nó cho mình một cái dây USB. USB này là USB nối. Hai dây USB. Nó cho mình một cái bao bao nỉ nhìn cũng rất là đẹp. Trong cái bao nỉ nó có những cái đồ lặt vặt khác.
Cái này để dán vô cái đế. Ok, cái dây này là để mà mình cắm từ cái máy hát của mình vô cái đát, vô cái headamp ha. Cái này là cái dây đầu chuyển cho optical cáp quang, và đây là cái đầu để cắm headphone, và cái đít là cái đít nhỏ để mình cắm những cái loại headphone nhỏ và nó chuyển qua cái đầu lớn. Hai cái sợi dây thun, lý do nó cho hai cái dây thun này là tại vì thông thường á, là mình sẽ kẹp cái máy hát của mình, ví dụ như là cái iPhone hay là iPod hay là cái gì đó, thì mình để lên cái máy này và mình lấy cái dây thun này mình chèn nó lại thì mình có thể đi chơi xa và mình nó không bị rớt. Nó cho mình một bộ dây RCA đỏ trắng left right. Cái dây này cầm thấy cũng sướng tay đó, cũng chất lượng cũng khá khá. Và đây thêm một cái đầu USB. Ok. Nói chung ra là trong cái hộp này nó cho mình cũng khá nhiều đầy đủ đồ. Chắc chắn là không có dùng hết những cái đồ này rồi đó, nhưng mà cái thằng này nó làm cũng rất là tỉ mỉ. Ok, để Peter giới thiệu một chút xíu về cái máy này cho các bạn hiểu. Thì cái máy này nó là cái headamp, và nó hay một cái là nó chơi được tất cả những nhạc, dạng nhạc, và đặc biệt là nó chơi nhạc DSD 512, và nó có cái công nghệ là Octa Speed, có nghĩa là chạy nhanh nhất có thể hiện bây giờ. Octa là 8, Speed là nhanh, nó chạy nhanh tới 8 lần DSD 512. Nó có thể chơi Double Speed DXD luôn. Ok, DXD này là một cái dạng còn cao nữa, cao nhất. Thì mà cái máy này nó hát được Double Speed luôn và nó giải mã luôn thì thật là quá độc đáo. Cái máy Esoteric đắt 5.000 đô ở nhà của Peter mà còn chưa có hát được DSD. cái máy này nó nhận và nó giải mã PCM 32 bit mày lên tới 768. Cái máy này nó giải mã và nó hát lên tất cả những loại nhạc, và nó hát PCM 32 bit 768 kHz luôn, và nó là một cái loại USB DAC headamp. Ok. Đằng sau này nó có ghi là cái máy này á, ở trong cái máy nó có hai con chip Burr Brown giải mã. Thì thưa các bạn, là cái hãng mà làm chip Burr Brown này cũng là một trong những cái hãng khá nổi tiếng, và những cái máy mà giải mã mà khá đắt tiền ở trên thế giới hiện bây giờ hầu như cũng có cái con chip Burr Brown này. Nhưng mà cái này lại có tới hai con chip lận, cho nên không biết sao mà cái headphone nó nhỏ xíu như vậy, headamp nó nhỏ xíu như vậy mà nó lại kết hợp được hai cái con chip ngon như vậy. Thì cái con chip Burr Brown này nó hát được, nó giải mã được DSD True Native luôn, và nó giải mã được Bit Perfect DXD PCM. Bit Perfect có nghĩa là nó giải mã những cái nhạc mà chất lượng cao mà không bị nhiễu, cái là cái tín hiệu đi vô như thế nào thì nó giải mã nguyên thủy như vậy. Ok, thì nếu mà các bạn nào mà chơi nhạc lossless mà quan tâm ấy, thì lúc nào mình cũng phải để ý tới Bit Perfect. Mai mốt Peter rảnh, Peter sẽ làm một cái series video và giải thích cho các bạn tất cả về cách chơi lossless, vì trong 3 năm vừa rồi Peter cũng nghiên cứu và chơi và cũng đã mua nhiều đồ để về để trải nghiệm, và cũng có thể nói tới ngày hôm nay là Peter hiểu cũng khá nhiều về lossless, và sẽ chia sẻ với các bạn để các bạn có cái cách chơi cho nó hiệu quả và không tốn tiền và lại hay. Cái headamp này nó có cái hệ thống gọi là headamp turbo, và thật sự thì Peter cũng không biết là nó mạnh hay nó yếu như thế nào, nhưng mà cái nghe nói là cái headamp này nó rất là mạnh, rất là hay. Và Peter mua là tại vì Peter có cái headphone Hi-Fi Man HE500 này, vì cái headphone này rất là to, rất là nặng, cho nên cái máy mà AK120 của Peter đây là kéo nó, tuy là ra âm thanh nghe được nhưng mà vẫn yếu, chưa có đủ lực để kéo cái này. Và Peter mua cái này là để dùng để kéo cái headphone này, và Peter sẽ trải nghiệm và chia sẻ cái cảm nghĩ của Peter cho các bạn. Nhưng mà theo như Peter biết á, là với những cái headamp như vậy á, là nó sẽ kéo những cái headphone này rất rất là đã, mình nghe là có thể nói là rất là phê. Thì trong những ngày tới đây Peter sẽ nghe và sẽ
Peter sẽ nghe nhạc Lossless và Peter cũng sẽ nghe nhạc DSD luôn, và sẽ chia sẻ cho các bạn coi có cái giải mã của cái iFi này nó hay hay là như thế nào. Cái này nó có cái hệ thống nó gọi là 3D X-Bass, có nghĩa là nó tăng cái bass. Nếu mà bạn nào mà nghe những cái bài nhạc mà muốn cho cái tiếng bass nó mạnh á, thì ở đây cái máy này, cái headam này nó cho mình tăng cái bass. Và những người nào mà thích nghe nhạc dance hoặc nhạc nhạc trance á, nhiều khi, hoặc là nhạc rock á, Peter thích nghe nhạc rock, hay là Peter thích nghe nhạc dance á, mà nhiều khi nếu mà cái nhạc mà nó chưa có đủ mạnh á, nó chưa có đủ tiếng bass á, nghe nó chưa có đã, thì cái thằng này nó cho mình tăng cái phần này. Ok. Nó cũng có cho thể khi mình cắm cái iPhone vô hoặc là cái điện thoại thông minh của mình vô đây nó chạc luôn. Ok ha. Thì sơ sơ là giải thích cho các bạn như vậy để Peter cho các bạn thấy cái kết cấu của cái máy này. Đây là cái chỗ để mình cắm cái headphone. Mình cắm cái headphone vô đây. Đây là cái X-Bass mà Peter mới nói đây. Cái X-Bass này có nghĩa là nó có ba cái nút chỉnh đẩy lên ba. Đẩy lên hoặc là tắt xuống thì để mình tăng cái bass. Cái này là cái cổng đi vô, mình cắm cái dây 3.5mm vô đây để mà mình hát. Và đây là cái máy AK120 của Peter. Peter sẽ dùng cái AK120 này cắm cái đầu vô bên này để nó đưa tín hiệu ra và cắm vô đây thì đưa tín hiệu vô. Thì nó có nhiều cái cách để đưa tín hiệu vô. Peter hiện giờ có 3 cái dây. Peter sẽ trải nghiệm. Cái này là cái cổng vô analog. Ok, có nghĩa là tín hiệu từ cái AK120 vô cái amp bằng tín hiệu analog. Thì cái giải mã nó sẽ giải mã từ đây. Ok, còn cái thằng amp nó chỉ là hát ra thôi. Mình bypass cái giải mã của cái amp. Nhưng mà Peter sẽ trải nghiệm cái này. Cái này là cái dây optical cấp qua cổng quang. Thì cái này Peter sẽ cắm vô đây. Và ở trên cái máy AK này á, là Peter cắm vô cái đầu này thì nó sẽ đưa cái tín hiệu qua cái dây này, cấp quang, dây optical này nó đưa tín hiệu ra. Và cái máy này lúc đó nó không có xử lý nhạc, nó chỉ đưa cái tín hiệu ra. Và cái tín hiệu nó sẽ vô trong này và nó sẽ dùng cái con chip giải mã trong này để nó giải mã. Và từ đó mình sẽ cắm cái headphone mình ở đây để mình nghe. Ok, đây là cái tăng giảm cái volume. Và đây là nó có một cái hệ thống nó gọi là 3D. Thì 3D này nó giúp cho chúng ta cái nhạc nó, cái soundstage nó rộng hơn, cái sân khấu nó rộng hơn, và nó cho chúng ta những cái loại nhạc mà nghe giống như là surround. Thì Peter sẽ trải nghiệm. Peter cũng chưa biết nó nghe hay dở như thế nào, cũng không biết. Ok, bên này là cái chỗ để cắm USB vô. Có nghĩa là mình cắm cái computer mình vô đây và nhạc mình hát á, thì cái cổng này nó sẽ nhận USB 2.0 và nó sẽ giải mã trong này và mình nghe. Ok, ở đằng sau lưng á, nó cho hai cái cổng đi ra output. Và khi mà mình cắm như vậy, cái này mình có thể cắm cái RCA và mình cắm thẳng vô cái hệ thống nhạc ở nhà của mình, cái amply ở nhà của mình, để mà mình chơi nhạc. Thì cái thằng này là cái thằng DAC luôn. Nếu các bạn này chưa có cái máy DAC thì cũng có thể dùng cái này để làm DAC. Ok, và đằng sau lưng á, cái này nó cũng có một cái độc đáo nữa mà những cái máy khác không có, là nó cho mình chọn. Một là mình chọn cái thằng này là cái direct, hoặc là mình chọn cái thằng này là preamp. Mình dùng cái này như là một cái preamp. Ok, hay, rất là hay. Cái này là cái cổng vô, SPDF cổng vô. Peter bây giờ thôi, ít xài cái cổng này lắm. Và cái này là cổng vô, digital input là cái cổng USB mình cắm vô. Tín hiệu nó vô đây. Ok, Peter nói sai. Cái computer mình cắm vô đây nè. Ok, computer mình cắm vô đây. Hoặc là mình có thể mua một sợi dây, mình cắm cái iPod vô đây. Hoặc là mình có thể dùng cái iPhone hoặc là điện thoại thông minh. Tuần sau Peter có cái iPhone, Peter cũng sẽ mua cái sợi dây đó để cắm vô đây để nghe nhạc luôn. Thì cái máy này nó cho nhiều cái cách để mình cắm vô để mình nghe nhạc. Bên này nó có ba cái nút, cái này là on, power on và polarity cộng trừ. Filter, nó có cái nút này, filter có nghĩa là mình có thể lọc cái tiếng nhạc tùy theo mình thích. Ở đây nó có cái bit perfect, Peter sẽ để ở bit perfect tại Peter không muốn cái nhạc của Peter nó có màu sắc gì hết. Nhạc của Peter là trung thực, Peter sẽ để bit perfect. Nhưng mà nhiều khi có nhiều bạn lại thích minimum phase hoặc là standard. Nhưng mà bit perfect là nhạc nguyên thủy, nhạc lossless nó như thế nào thì để nguyên như vậy. Ok. Ở đằng chứ để coi. Bên này thì không có gì hết. Ở đằng sau lưng thì nó có rất là nhiều thông tin, Peter cũng không muốn tốn thời gian các bạn. Thì đại khái là cái headam này nó chơi được nhạc, giải mã được hết tất cả loại nhạc DSD, giải mã được hết tất cả loại nhạc DSD,
giải mã tất cả những loại nhạc PCM lên tới 768 kHz 32 bit luôn. Ok, nó có cái hệ thống X-Bass. Bass có nghĩa là đánh nhạc bùm bùm bùm, tiếng bass mạnh. 3D nó cho chúng ta những cái sân khấu rộng, và nó có hai con chip. Ok, hai con chip giải mã trong này. Thì nói chung ra là một cái hệ thống, một cái cục HM này nó nhỏ như vậy mà nó có những cái công nghệ như vậy là rất là đáng để đợi chờ, và Peter cũng đã đợi chờ cái này cũng mấy lâu nay chưa có mua, thì hôm nay nó đã có trong tay và đập hộp để chia sẻ với các bạn. Và những ngày tới Peter nghe nhạc xong Peter sẽ trải nghiệm và chia sẻ với các bạn coi coi nó như thế nào ha. Thì một lần nữa là nếu các bạn nào quan tâm cái máy này, các bạn có thể đến 3K Shop 14 Nguyễn Văn Giai và hỏi anh Khánh. Anh Khánh sẽ chia sẻ các bạn nhiều hơn. Và nếu các bạn thích thì các bạn cũng có thể mua ở đó, vì cái hàng này nó mới về tối hôm qua. Ok ha, thân mến chào các bạn. Tới đây Peter sẽ đi ăn cơm trưa cái, rồi cắm này vô nghe thử coi nó như thế nào. Ok, thôi thân mến chào các bạn.